toàn bộ tất cả các công việc để dành thời gian tập trung 100% cho The Face. Để dành thời gian tập trung 100% cho The Face. Kể cả quý vị có thể nhìn thấy rằng tôi đã từng chia sẻ rằng chúng tôi dự kiến như thường lệ thì tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Aquafina Việt Nam International Fashion Week sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 này. Nhưng cuối cùng cũng vì The Face, vì muốn dành tất cả tâm huyết và tất cả những gì tốt đẹp nhất cho The Face mùa này mà chúng tôi đã quyết định rời cả ngày Fashion Week sang đến tận giữa tháng 7 năm nay. Để quý vị thấy rằng là chúng tôi đã rất nghiêm túc với The Face. Chúng tôi đã biết rằng các khán giả chúng tôi không muốn làm phụ lòng tất cả những người yêu mến The Face. Và vì vậy, vâng, ngày hôm nay không thể hạnh phúc hơn khi mọi kế hoạch đã thành hiện thực. Và tôi rất hạnh phúc khi tôi đứng ở đây để nói với quý vị rằng chúng tôi đã sẵn sàng để mang đến một mùa The Face rất hấp dẫn, rất lôi cuốn. Vâng, The Face năm nay, The Face 2023 sẽ mang đến những điều gì?
Điều đầu tiên quý vị có thể nhìn thấy, chúng tôi có một dàn các huấn luyện viên. Ngoài host Nam Trung đã là một người rất quen thuộc với Multimedia trong suốt nhiều mùa, thì năm nay chúng tôi được chào đón 4 vị huấn luyện viên là những người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, những chị đại trong làng người mẫu. Và lần đầu tiên họ xuất hiện trong The Face, họ mang đến rất nhiều những tâm huyết và mong muốn cùng với chúng tôi xây dựng những lớp người mẫu tiếp theo cho làng thời trang của Việt Nam. Có thể nói kể đến đó là những cái tên mà lát nữa chúng ta sẽ cùng gặp họ, đó là siêu mẫu Anh Thư, được mệnh danh rằng đệ nhất vedette của rất nhiều những sàn diễn thời trang trước đây, siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Minh Triệu và Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên. Chắc chắn những huấn luyện viên mới sẽ mang đến rất nhiều những điều thú vị mới. Lát nữa chúng ta sẽ cùng gặp họ và chúng ta sẽ biết điều mới đó là gì. Chướng mắt đấy ạ. Còn về cái câu trả lời của Trung thì tại sao tóc Trung lại bạc? Bởi vì The Face Việt Nam 2023 đối với Trung đấy chính là khóa tu khẩu nghiệp ạ. Khóa tu khẩu nghiệp. Wow. Vậy thì cho em hỏi là những đồng môn trong khóa tu, mọi người đã có những trải nghiệm như thế nào? Em mời chị Anh Thư, hôm nay chị gắt quá. Cảm ơn em. Ngược lại cho những thức phương chút nha. Cái này thì tới đây cũng còn đá bóng mọi người ạ. Mọi người nghe chị Anh Thư như thế này thì mọi người sẽ hiểu là cả một cái chương trình người chị của tôi cứ đá qua, đá lại, đá qua và tới đây ạ. Và mọi người không biết nãy là có quay lại cái cảnh mà trong lúc mọi người đang hỗn chiến hỗn loạn rất nhiều từ ngay cái tập mà chụp hình hiệu thì Vũ Thu Phương slogan của một người mà gọi là rất là cá tính, rất là gay gắt như Vũ Thu Phương khi mang tới với The Face Việt Nam 2023 đó là tịch tâm thư thái thanh thản thôi ạ. Thế nên mọi người có thể hiểu được rằng là chúng tôi sẽ cần phải tịch tâm như nào trong suốt một quá trình dài với những người em và người chị ạ. Em thì thực sự thì Thư rất là sợ khi mà phải phỏng vấn trực tiếp như thế này. Trong chương trình thì ai cũng biết là Thư rất là không biết nói chuyện á, nói chuyện không có hay, cho nên đã chuyển lời cho trợ lý chủ Thu Phương trả lời giúp. Thì tôi cũng trả lời trong cái thời gian qua đó là một thời gian kinh hoàng đối với cuộc đời của anh Thư. Thực sự là quá kinh hoàng luôn, hơn tất cả những cái gì, những cái bộ phim mà Thư đã từng tham gia cũng không bằng một góc, không bằng một tí xíu của The Face 2023. Và đây là lần đầu tiên mà Thư tham gia truyền hình thực tế, cho nên đây là một cái nỗi kinh hoàng thực sự. Khi mà không được ngủ nha, trong vòng nửa tháng mà đã xuống hẳn 4 cân.
Và mọi người biết là cái quá trình nó khốc liệt như thế nào, ăn không nổi luôn, nhiều khi bị ăn hiếp, nuốt không trôi luôn. Và cho Trung hỏi một cái câu này nha Thư, là lần đầu tiên, và tại vì Trung với cả Thư là hai đứa dắt tay nhau ra đời và cùng nhau làm rất là nhiều công việc, và cho đến bây giờ thì mỗi một đứa cũng đã có tên và tuổi cũng đã có. Thế nhưng mà bây giờ cho Trung hỏi một câu này với Thư nha, với tờ Face Việt Nam 2023 là mentor có dễ không? Đã rất là nhiều lần từ cảm thán là nó thôi khổ quá cho tôi về khắc trưng bày đi. Tại vì cái vai trò này nó quá là to tát lắm, nó quá là quá sức luôn, có nhiều khi mình cảm thấy nó quá sức so với mình. Rồi giống như là một mentor mà không phải là huấn luyện những kỹ năng về posing, về catwalk, về người mẫu, các gì về biểu diễn nhá, nó phải là bao gồm luôn là nhà sản xuất, DOB, quay phim, biên tập, nói chung là bao gồm tất tần tật tất cả các mọi thứ, cho nên nhiều khi mình cũng cảm thấy rất là stress, rất là áp lực. Nhưng mà cuối cùng thì Thư và tất cả các bạn cũng đã xong. Tôi nghĩ chắc chắn đây là một cái hành trình mà đã cuộc đời Thư không bao giờ quên được. Và cũng rất là cảm ơn chị Madame Trang Lê đã cho Thư một cái cơ hội để được mà cọ sát, cũng như là cho cuộc đời mình có thật là nhiều kỷ niệm đáng quý cùng với tất cả các ekip, tất cả các mentor và hot năm chung, cũng như là toàn thể thí sinh. Cảm ơn anh Thư.